Hello, xin chào mừng các bạn đã kênh nhà quán vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian click vào xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn, hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 các bạn. Đó thì ngày nay mình chỉ với cách có được có một em siêu phẩm Redman trụi phối thôi các bạn. Đó thì bây giờ mình quay chi tiết cái con nghe cái Redman này cho các bạn tham khảo. Thì con này nói chung nó cũng gần là giống rồi nha các bạn, nó cũng lớn bo rồi. Đó thì bây giờ dây dặn mà đi đúc đẹp lắm các bạn. Đó man trụi, man phối á, mình phối là thường thường là cái viền tai nó màu đen với cái móng nó màu đen đó, gọi là mành phối, còn mành nhảy là tai nó màu đỏ đó. Thì mình quay chi tiết con nghe này báo giá công khai luôn cho các bạn tham khảo, thì ai có nhu cầu mua con nghe này thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại bên góc trái màn hình của mình nha các bạn. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính mình rồi. Đây các bạn, siêu phẩm Redman trụi đó, mành này là mành phối nha các bạn. Đó, đỏ đẹp một màu, xây tích đồ nghiêm, cao 1m27 phân đó, nói chung là gần 1m3 đó. Kéo thước đo luôn là mẫu 27, đầu có hộp mít đây các bạn, đầu đó các bạn nhìn trang đầu nó không có sừng, hiền vàng là lữ đen rồi tốt lắm đó. Các bạn nhìn con bò phối là thường thường cái viền tai nó màu đen này các bạn đó, con bò nhảy là lỗ tai nó màu đỏ đó, cao dài đẹp bò dày dặn đó, chân cánh ngồi to đó, nhìn dạng yếm các bạn thấy phê không đó, dầu kéo này, dầu kéo liền yếm này đó, bốn vú đều vú tròn đó, chân cánh nó thẳng tốt tốt bò đó, nói chung là khéo lép các bạn này, dài đòn. Con này thì về các bạn nuôi khoảng 1-2 tháng nữa là giống thôi chứ không có nhiều đó, xương chậu đồ hở bộ phận sinh sản đồ to đó, màu khấu đuôi đồ dài đó, đuôi dài đó, nghéo khéo lắm, nghéo lắm các bạn đó, trục phát lạc đứng giống dạo đó, đẹp một mèo. Con này để 1-2 lứa ra phải đẹp phải mơ mất các bạn. Nói chung cái dòng man trụi này nó ít có lắm nha các bạn, nói chung là hiếm lắm. Nó là sim hay là bồ lai thái thì còn, chứ mà cái dòng man trụi phối này thì ít có lắm, thì lâu lâu mới gặp được một con này. Nó đi chú cũng dẫn cho tao núi bắt được con nghe này đó, trục bò mẹ còn gớm tàn ghê đó. Mình ngày nay chỉ bắt được có một con nghe cái đất man này thôi, man trụi này thôi đó. Thì ai có nhu cầu mua con này thì có liên hệ với mình. Rồi thì con nghe này mình báo giá công khai là 24.500.000 đó, nghe cái đất man trụi đó, đẹp dày dặn khéo nghe đó, bò to tàng này đi con phải đẹp thôi các bạn, dày bò đó. Đó tâm lý mình cũng thôi vậy thôi các bạn, thì mình đi mua mình cũng muốn mua con bò đẹp đó, về mình bán thì cũng dở, mà các bạn nuôi ấy, thì cũng có một cái thương hiệu của mình nữa đó, bán cái con bò đẹp đó về nuôi trong này đẹp con ra nó cũng đẹp các bạn đó, mà mốt có bán lại cũng nghĩ mình mua mình bán cũng dở nữa các bạn. Ví dụ mua bò xấu về bán cho các bạn vẫn mua, nhưng mà điều sau này đẻ con là không được đẹp thì mình về mình mua lại, mua con nghé của con bò đó cũng không được đẹp các bạn đó, nên mình thích những cái con bò đẹp mình mới đi mua những cái con bò đẹp đó. Đó thì nói chung thì mình tả thì cũng như đó thôi các bạn, thì con man trụi này thì gọi là siêu phẩm rồi, thì cũng không có điểm nào để chơi được nó hết đó, từ chân tới cẳng tới đầu tới mình mèo cũng đẹp đó. Nói chung là giá thì 24.500.000, thì ai yêu thích cứ mua con nghé này thì cứ liên hệ với mình đó. Rồi bắt đầu cho bò hành xe và giao tiền cho chú đó. Thì cũng có một cô chú đó, thì mình mua con cái của cô chú là 24 triệu, mình bán các bạn với giá là 24.500.000 đó. Thì giờ cô chú đang điểm tiền đủ xong rồi bắt đầu mình lên đường đó, chờ nghe về đó. Thì chi tiết cái con nghe cái Redman siêu phẩm đã xem đó, thì ai có nhu cầu mua con nghe đẹp này thì cứ liên hệ với mình, con này thì mua về gần nái là hết sợi các bạn. Rồi nói chung là chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe, hẹn các bạn trong những video tiếp theo đó. Thì ngày mai bắt đầu mình đi mua tiếp, thì có bò gì nữa thì mình làm video các bạn xem. Rồi thôi bye các bạn.